Video này thì mình sẽ làm một cái thử thách, đó là dán xốp dán tường ở ngoài trời sau 30 ngày chịu lắng mưa, xem nó sẽ như nào nhá. Bắt đầu. Ok anh em nhé, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 này, mình bấm tải lại trang này. Đấy, ngày mùng 3 tháng 8 này 2021 này. Ok em, bây giờ đang là tháng 8 anh em ạ. Ui, tháng 8 này nó mưa cũng hơi nhiều. Đấy, xốp của mình chắc cũng gần hết rồi, 1 tháng rồi đấy. Ok. Ok, hôm nay là mùng 9 tháng 9 năm 2021 nhá, là được hơn 1 tháng rồi đấy. Thì đây, đây là mình xốp xong 1 tháng sử dụng này. Đấy, mình sẽ quay cho anh em xem là hiện tại thì ở các cái viền này thì nói chung là mình chưa thấy một cái dấu hiệu gì gọi là bong tóc gì cả. Đây. Đấy, nói chung là vẫn dính chắc. Sau khi mà bóc mấy miếng xốp bán tường ra thì nó còn dư mấy cái bẩn bẩn này. Thì mình sẽ dùng cái quả lước gọi là ẩu Macarada này bóc lên. Anh em bóc ra cứ phải gọi là như kiểu gọi là gỡ bánh luôn. Như kiểu bóc bánh trả tiền luôn. Đấy, úi giời. Ok, sau tầm khoảng 10 phút thì anh em gọi là sau khi đổ vào tầm khoảng 10 phút thì anh em bóc mấy cái này ra nó khá là dễ thôi. Đấy, bóc như kiểu gọi là úi giời, đấy. Gỡ gọi là mứt mượt mượt luôn. Ok anh em nhá.